Rồi chào anh em nha, hôm nay là 22 tháng 6 năm 2022 nha. Tiếp tục rã thịt phụ tùng con Honda MD50 FI đời 2010 nha anh em. Tình trạng là xe đang chạy nổ ngon, sơn xi zin toàn bộ. Con này mình rã thịt phụ tùng, anh em cần món nào alo mình có số điện thoại là 0933996332 ha. Đó. Mình báo giá phụ tùng, anh em cần alo mình nha. Full bộ ba ga trước, hai mắt mèo. Hai mắt mèo luôn nha anh em. Đẹp. 400 nha anh em, 400. Bộ đồ đèn trước đẹp, dòng carbon sáng bóng, không lỗi, không nứt bể, hoạt động full mọi chức năng. Bộ đèn này 1,5 triệu nha anh em. 4 cây nhan, luôn ốc, chụp không nứt bể. 700 nha anh em. 700. Ba ga sau sơn zin đẹp. 600. Báo xăng cực đẹp, luôn 4 ốc, 500. Khóa xăng, khóa điện, khóa cổ, khóa nón, khóa cổ. Bộ này 500. Nắp boe 100.000. Kẹp bẩn 100.000. Cục chớp túc tắc 200. Full bộ bi đông cầm bao tay ống ga đầy đủ luôn, cái nút chỉnh bao tay xứ nhiệt là 1,1 triệu. Về luôn bát 4 ốc là 600.000, luôn cao su này luôn nha anh em. Đó. Cao su luôn. Full bộ phục trước cực đẹp, long lanh. 2,9 triệu nha anh em. Chén cổ đầy đủ luôn. Chén cổ gù đầy đủ. Cái càng 200. Hai cộng dây là dây công tơ mét rồi dây thắng. Hai cộng là 200 luôn nha anh em. Cặp bánh tuyệt đẹp luôn. Xi zin toàn bộ. Vỏ nó còn ok luôn. Cặp bánh này là 2,5 triệu nha anh em. Bánh này 2,5 triệu. Con này đời 2010 nè. Thật đẹp. 2010. Đèn đi đi nha. Sườn thì 1,4 triệu nha anh em. Sườn 1,4 triệu. Sườn 1,4 triệu. Đó. Bộ 3 món các chân máy chống đứng đập thắng thì 600. Bộ 3 món ha. Các chân máy chống đứng đập thắng 600. Full máy MD 2,10 đủ đồ, tặng anh em cần số giò đạp dây ga 3,3 triệu nha. Full bổ ngoài 500, thùng xăng lớn luôn nha anh em, nhưng mà thùng xăng lớn không có hai món này. Bộ đắp cần tay sơn zin đẹp 2,9 triệu nha. Sơn zin 100% không bắn đốt, chống ngang luôn hai ốc 300.000. Cặp phụ còn xanh lè luôn, chưa vệ sinh. Cặp phụ này 4,5 triệu nha anh em. Ống là ống zin không nứt bể, không hàn. Bao nhúng hơi xịt luôn. Này về rửa là rất là xanh luôn. Này nguyên zin chưa vệ sinh. Cặp phụ này 4,5 triệu nha. Cái bô xi zin đẹp không lỗi. 800. Hộp bình 100.000. Rồi. Anh em cần món nào cứ alo mình ha. 0933996332. Phụ tùng Honda MD. Giá là có nói rõ trong clip. Đợi 2 tháng 10 nha anh em.